mấy bạn tranh thủ máy đang chạy nè, làm đi nha. Máy mình thì nó già rồi, chạy yếu lắm. À, trong thời gian này mình điểm danh lại cả nha. Rồi, Trịnh Nguyên. Vẫn rồi. Hải Đăng. Thanh Tú. Đình Huy. Dạ có. Anh là gì? Huy Rồi, Duy Sơn. Hăng lốt. À, rồi, hăng lốt rồi. Sorry, sorry. Viên Tài Phát. Dạ có anh ơi. Linh Nguyên. Hoàng Tú. Huỳnh Long. Nhật Quang. Dạ có anh ơi. Luôn. Rồi, ok. Rồi, có hẹn bạn nào coi thử tên mình có hay bị sót không? À, bạn này là mình cho ao luôn nha. Chắc là không nên tí hậu. Rồi. Các bạn này đi học mà không có tên không? Rồi. Bữa giờ học rồi có nắm được bài không ta? Có bạn nào mà không nắm được bài thắc mắc gì không? Chà, chạy lâu dữ ta. Rồi, ok, các bạn thấy không? Chạy xong nhưng mà không có hiện một cái báo gì hết. Không có hiện một cái thông báo gì hết, tức là mô hình này không có một cái lỗi, không có một warning, không có gì luôn. Đó là lý do mà nó không hiện thông báo gì hết nha. Rồi, các bạn nào chạy xong chưa? Rồi, ok. Thì sau khi mét xong mô hình là làm gì nữa? Một bạn nói thử. Mình gắn tải ha, mình gắn tải. Rồi, ok. Vô vô edit trước này, vô select này. Đó, edit xong select. Rồi. Tiếp theo là mình chọn load definition. Rồi. Chọn dạng gì? Panel. Surface. Rồi không, mình sẽ đổi qua cái dạng cái tải đã. Mình sẽ đổi đầu tiên là mình gắn qua deadlock trước. Còn nếu mà các bạn không đổi qua deadlock á thì cái phần chỗ ngoài nó không sáng lên. Đó, giờ nó sáng lên nè. Lúc nãy là nó không sáng. Rồi vô surface chọn cái này. Rồi, chọn cái này thì thiết lập một cái tải là âm 3. Con số như thế này các bạn tự ấy nha. Rồi, giờ mình chọn select này, mình chọn mình gắn vô tất cả cái panel. Đó, cái panel nè. Rồi. Cái panel nè. Đó, quét hết những cái này xong lôi lên. Lôi lên, đó, tức là mình select các bạn cái bên trái đó là select nha. Các bạn select tức là ở bên này á là mình sẽ select hết tất cả được tất cả những cái cấu kiện dạng tấm. Cấu kiện dạng tấm xong rồi mình bấm apply. Đó, khi đó sẽ gắn tải vô tất cả những cái này. Đó, nó dựng lên nè. Rồi.
Và các bạn lưu ý nha, mỗi sàn, ví dụ như sàn 150 thì nó sẽ là một cái tải khác nha, lưu ý á, nó sẽ là một cái tải khác. Còn sàn 180 á, nó cũng là một cái tải khác luôn. 250 cũng là cái loại khác. Bởi vì sao? Bởi vì 150 là nhà vệ sinh, 180 á, là khu vực văn phòng. Nhưng mà 250 á, sẽ là nhà cái khu vực để xe. Thì mỗi cái nó sẽ có một cái loại tải khác nhau. À, nên là đối với một cái tiết diện, mỗi cái công năng khác nhau thì cái tải nó khác nhau, kể cả tự tải hoặc hoạt tải nha. Chứ không phải cái nào cũng như thế nào đâu. Rồi ok, tiếp xong tự tải á, thì mình tới gì, tới hoạt tải rất là nhanh, bấm vô đây. Chỉ lâu ở cái chỗ là sao, chỉ lâu ở cái chỗ là gắn cái con số này cho phù hợp đúng với lại cái biên dạng sàn. Cái biên dạng này mình chỉ cần bấm, ví dụ như mình chọn cái sàn 150 này, bấm lôi lên đó là chỉ chọn cái sàn 150 thôi, sàn 180 chỉ chọn cái sàn 180 thôi. Rồi còn bây giờ mình chọn hết, mình cứ gắn hết hoạt tải vô. Rồi bấm S nè, xong bấm Apply. Rồi ok. Rồi ok. Rồi mình bấm Close. Close. Rồi. Đó, thì sau khi gắn tải xong, rồi sao nữa? Sẽ tổ hợp tải trọng nha, tổ hợp tải trọng. Vô load nè, Automatic Combination. Rồi xong Full. Xong rồi more, bỏ hai cái dấu tích này đi, generate, xong rồi tiến hành calculation nha, tiến hành calculation. Rồi giờ các bạn bấm calculation cho nó tính toán đi. Không, cái chỗ này á, để mình coi thử là nên set cái modal trước. Nên xét, cái chỗ đây nên xét cái mô tờ trước khi tính toán, trước khi tính toán các bạn phải 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 làm một cái bước này nữa, đó là một cái bước là phân tích dao động, phân tích chu kỳ dao động của công trình đó. Tức là sao? Tức là để xem thử cái phương án kết cấu này nó phù hợp chưa, xem thử phương án kết cấu này nó phù hợp chưa nha. Chứ không, chớ mà cái phương án kết cấu này, tức là sao, tiết diện dầm cột vách nó phù hợp chưa, nó có bị xoắn không, nó có bị lung lay không. Là mình cái đó gọi là phân tích chu kỳ dao động của công trình. Rồi cái mà chưa từng tiếp xúc với cái này chưa, cái chưa từng biết về cái này chưa, cho biết hết rồi ha. Rồi ok, để mà thiết lập cái đó thì mình sẽ để mà thiết lập cái đó. Nói chung á, là cái đó là cái quy trình làm luận văn luôn. Các bạn thiết kế xong một cái sàn thì xong chọn tiết diện khung, chọn tiết diện cột vách trong sàn hết tất cả mọi cái, xong rồi qua phân tích chu kỳ dao động của công trình. Rồi thì mình sẽ vô này, analysis nè, analysis nè, chọn analysis time nè, analysis time nè, xong rồi new một cái, new một cái. Thì cái name ở chỗ đây á, sẽ là dạng modal. Đây sẽ là những cái về thiết lập của nó, những cái thiết lập của nó. Nếu nếu nha, không biết cái gì thì đừng nhấp. Ví dụ như seismic là động đất, còn đây là phân tích chu kỳ dao động của công trình thôi. Thì mình sẽ bấm ok. Rồi bấm ok đó, nó sẽ ra một cái, nó rồi nó sẽ ra một cái bảng mới. Thì các bạn coi nè, nếu mà không biết thiết lập gì trong cái này á thì mình đừng bấm, và cứ ưu tiên để mặc định nha, ưu tiên để mặc định. Bởi vì phần mềm á, khi người ta thiết lập ra, người ta luôn hướng về những cái chung nhất rồi. Người ta không học, người ta không có để những cái mà kiểu đặc thù của quốc gia hay là gì đâu, người ta luôn chọn ra những cái chung nhất có thể. Còn nếu mà mình muốn can thiệp, hoặc là muốn can thiệp sâu á, thì cái bấm bấm cái Advanced này, Advanced Parameter này, bấm vô đây để mà can thiệp sâu. Còn cái khóa này á, là mình chỉ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm, chứ mình không có nói chuyên sâu nha, mình không có phân tích chuyên sâu về trong cái này. Ngoài ra nó có một, nó còn một cái kênh, nếu các bạn muốn học kiểu học, muốn coi thêm về mấy cái đấy á, thì có một cái trang là lên YouTube này, đi đi code. Hồi xưa mình hay nghiên cứu cái trang này, cái trang này khá là hay. Cái trang của người nè, decode bd
Đó, cái trang này nè, cái này vừa lên YouTube search thử ha. Rồi, bỏ ra cái trang này là hướng dẫn rất là nhiều phần mềm, không phải một mình robot không. Đó, etab tất cả luôn, rất là nhiều, rất là hay. À, mình thấy thì mình thì ít khi mình ít thật sự luôn, mình ít rất ít khi là mình chia sẻ mấy cái trang nào, như nói chung là ít khi mình làm cái việc mà chia sẻ như kiểu như vậy. Nhưng mà đây là một trong số ít cái trang mà cái chỗ mà mình chia sẻ mà ở trong cái lớp học của mình luôn, à, hay gọi là mình đi quảng cáo cho người ta luôn. Nhưng mà mình thấy khá là hay, tại vì cái trang này là nó thẳng ra là về xây dựng luôn á, về xây dựng mà thép nhà tiền chế luôn, cái màn gõ hết luôn, trong này là trong này có hết tất cả phần mềm nha, chứ mình không nói gì Revit và robot nha, tất cả phần mềm etab sáp những cái gì mà liên quan đến xây dựng là có. À, đừng có liên quan kiến trúc nha, mình nói là kết cấu thôi á, còn về kiến trúc mình vô đây search Enscape thì không có đâu ha. Rồi, ok, rồi tiếp theo về cái phần thiết lập cái modal. Rồi thì cái không thì như nãy mình nói là ok. Tiếp theo á, là load to mask. À, cái đây mình hay gọi là mask sụp. Cái phần mask sụp á thì tùy theo tiêu chuẩn. À, thì mình chỉ các bạn đây cái cách xét thôi nha. Đây là gọi là mask sụp. Mask sụp khi mình phối hợp tổ chặt đại trọng á thì sẽ là một. À, coefficient á, coefficient là hệ số. Còn k á là một, một hoặc hai. Một là gì, hai là gì thì mình sẽ nhấp vô đây mình coi. À, một á nó sẽ là dead load và hai á là live load. À, thì sẽ là một, hệ số là một nè. Vậy thì 1.0 dead load cộng 0.5 live load là hệ số mắc sụp nha. À, 0.5 live load nè, live load là hệ số mắc sụp. Mắc sụp theo Eurocode nha, mắc sụp theo hệ số Eurocode. Còn mà các bạn lên mạng search cái này hỏi thầy á thì cái con số này á, là thầy Duy và thầy Quốc trường mình á, thầy Hồ Đức Duy á với lại thầy Lê Đình Quốc, thì mỗi thầy sẽ có một con số khác nhau. Nhưng mà các bạn phải hiểu và một tiêu chuẩn thì chỉ có một. Thì có thể là có người nghe không rõ thì nhiều khi thầy nói theo tiêu chuẩn Việt Nam mà các bạn lại tưởng theo tiêu chuẩn nước ngoài, có người thì tưởng theo tiêu chuẩn nước à, tiêu chuẩn Eurocode, mà có người thì tưởng Eurocode nhưng mà lại đi đem vô tiêu chuẩn Việt Nam thì không được. Thì cái hệ số mắc sụp là một tận tải nhân 0.5 hoạch tải. Rồi ok, xong bấm calculation. Calculation cho nó tính. Tính cái này là gì? Là phân tích chu kỳ dao động của công trình nha, phân tích chu kỳ dao động của công trình. Này chạy hơi lâu một xíu. Các bạn sẽ biết lúc nãy mà mình không bấm tính toán liền không? Bởi vì mình chỉ bấm tính toán khi mà đã gắn xong hết cái tải. Gắn xong hết cái tải là sao? Tức là mình có tải vô sàn đúng không? Nhưng mà lúc nãy có một bạn nói tải gió mình chưa gắn. À, thì mình phải gắn tải xong xuôi hết rồi mình mới bấm cho nó tính toán được. À, thì cái hôm nay chạy hơi lâu. Thì mình sợ là hôm nay dạy không kịp á, mình có quay sẵn một cái video. Nếu mà hôm nay không kịp thì mình cứ up đè lên trên trên cái video đó, có hai cái video nha, mình up đè lên. Rồi giờ chờ chờ nó chạy xíu. Chạy hơi lâu thì tại vì máy mình có lúc này lúc kia là có hôm thì chạy nhanh lắm, có hôm thì không chạy luôn.
Thăng Long gì ta? Các bạn nào muốn tranh thủ có chạy hỏi gì không? Vì nó chạy cũng hơi lâu á. Có khi 5 phút, có khi 10 phút, có khi 20 phút luôn. Bởi vì tranh thủ Ô, đó. anh cái này nó không chế cái số mod nữa Mod hả? anh? Cái số dạng dao động á. À, cái lúc nãy em thấy bấm vô số 10 á. Cái mod á, nãy không hỏi. Nhưng quên mất rồi. Để tí nữa anh chỉ cho. À, có không chế số mod được, em muốn lấy máy mod được hết. Em muốn À, lấy máy. tại thầy Quốc nói em là lấy bội số của ba hay gì đó. À, thường hay lấy 12. Lấy máy mod được hết, tại vì mình không có lấy hết cái số số mod của nó, nhưng mà lấy 12 cũng được, 10 cũng được. Còn mà thầy Quốc thì thường lấy 12, 12 mod đó. Thầy Quốc em làm đề cương, thầy nói làm phải bội số của ba chứ ấy thầy không chịu. Ừ. À rồi này còn xong rồi nè. Nó chạy đó thì nó chạy ra cái phân tích rồi, để anh xong xong rồi anh cho coi. Object này mà các bạn coi nè. Number error với lại number warning là không. Thì sau này các bạn làm luận văn á, lấy một cái công trình mà để làm luận văn mà nó ra được vậy là hạnh phúc lắm. Để mà mình ra được con số mà không không này á, nó thiệt là mình mất rất là nhiều thời gian, chứ không phải là ngẫu nhiên mà nó ra được vậy đâu. Mất rất 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 nhiều thời gian để mà tính theo số tiếng đó nha, chứ mình không tính theo số ngày. Có hôm một ngày mình dành cả 20 tiếng để mà mình nghiên cứu cái này luôn á. Cái thời đó mình nghiên cứu nhiều lắm, tại vì thứ nhất á, cho dù cái trang lúc nãy mình tìm đi, nó cũng không chỉ các bạn cách xử lý sao rồi tính. Thật ra người ta chỉ hướng dẫn các bạn cách làm, cách quy trình làm thôi, chứ người ta không hướng dẫn các bạn cách xử lý sao rồi tính và không hướng dẫn cách xử lý lỗi. Còn khi người ta đã quay và đã up lên rồi á, thì chắc chắn nó là sẽ không có lỗi. Giống như các bạn thấy mình dạy không, mình hướng dẫn các bạn á, thì công trình mình chắc chắn sẽ không có lỗi đi một tiều vậy á, làm gì có chuyện có lỗi. Bởi vì sao? Bởi vì mình với các bạn gặp nhau có 3 tiếng à, mà mình ngồi mình lỗi mình sửa nữa sao đủ. Trong khi là mình để mà mình ra được cái mô hình này là mình mất biết bao nhiêu thời gian, đúng không? Thì khi mà người ta show lên như vậy các bạn á, bao giờ nó cũng là một sản phẩm mà tốt nhất hết. Giống như đi bán hàng vậy, nhưng mà để ra được một sản phẩm tốt á thì cần rất nhiều thời gian. Nên là mình mong là các bạn về nhà làm thêm để mà nó thấy khó khăn chỗ nào mới được. Còn mà cứ nghĩ là sẽ chạy chân châu á, thì khó lắm ha. Rồi ok, thì nó chạy xong cái phần modal rồi, tức là modal tức là phân tích dao động của, phân tích chu kỳ dao động công trình. Rồi ở cái chỗ lúc nãy á, analysis time nè. Rồi lúc mà mình chọn new một cái mới á, lúc mà mình new một cái mới á, anh này thằng modal nè, các bạn thấy không?